Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 7 câu 6, câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Cụ thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý vị và các bạn thân mến, của thánh là những phẩm vật được dâng cúng vào đền thờ theo luật cựu ước dạy. Qua hình ảnh này, Chúa muốn dạy chúng ta tôn trọng những gì thuộc về sự linh thánh cao siêu. Không nên nói, không được trao cho những người không có khả năng tiếp thu, kẻo vì không hiểu biết mà người ta xúc phạm, khinh thường. Của thánh không chỉ hiểu theo nghĩa hẹp, nhưng chúng ta còn phải hiểu thêm nghĩa rộng. Những ân huệ Chúa ban, chúng ta phải dùng cho đúng với sự thiện hảo của ân huệ đó. Thời giờ, khả năng, sức khỏe Chúa ban, ta không nên phí phạm hoặc dùng vào những chuyện vô bổ, làm mất phẩm giá con người. Nếu chúng ta dùng sai, chính những ân huệ đó sẽ thành lời kết án chúng ta. Vậy, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Khi dạy chúng ta lời này, Chúa Giêsu đã tóm tắt tất cả đạo lý mà người dạy chúng ta về bổn phận đối với tha nhân. Đây chính là quy luật vàng để cho mỗi người chúng ta quy chiếu mà xét lại tâm tình, cách cư xử của chúng ta xem đúng hay sai. Không chỉ tiêu cực như đừng làm cho người ta điều mình không thích người ta làm cho mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta sống tích cực hơn, hãy làm cho người ta. Cách sống tích cực này phát xuất từ tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta. Những gì tốt cho chúng ta, Chúa đã làm tất cả, dù phải chịu những đau khổ. Để sống được cách tích cực này, mỗi người chúng ta được mời gọi, hãy qua cửa hẹp mà vào. Một lối sống mà căn cứ vào việc mình được thỏa mãn làm tiêu chuẩn thì không còn khả năng sống cho người khác. Cửa hẹp mỗi ngày chúng ta đi qua là những kỷ luật mà bất cứ ai cũng cần phải giữ để chế ngự bản năng thấp kém của cái tôi trong mỗi con người. Với người Kitô hữu, cửa hẹp là những lề luật Chúa ban, là tin mừng Chúa dạy, để giúp chúng ta làm chủ được bản thân mà phụng sự chân lý, phục vụ sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết quý trọng ơn Chúa, để làm cho chúng con được giàu có ơn phúc trước mặt Chúa. Xin giúp chúng con biết can đảm đi qua cửa hẹp mà vào nước trời. Amen.